Hôm nay mình sẽ làm món thịt heo kho Nguyên liệu cá của chua, mình là là thịt heo và một cây cà chua nha các bạn. Giờ để mình đi trụng nước sôi thịt heo rồi mình bắt đầu làm nha. trong lúc mình chờ thịt mình nó săn thì mình xắt cà chua nha các bạn. Bây giờ mình sắt xong rồi các bạn. Bây giờ mình đợi thịt chín rồi thịt nó săn lại rồi mình sắt thịt luôn nha. Bây giờ mình chuẩn bị xong hết rồi này, giờ mình ướp thịt nha các bạn. Cho vào khoảng một muỗng cà phê bột ngọt nha. Khoảng 2 muỗng đường nha các bạn, 2 muỗng cà phê. À, một xíu nước màu nha. Thêm một ít tỏi. Rồi giờ mình trộn đều lên cái nghe các bạn. Mình để trong cái dĩa nên mình trộn hơi khó một chút. Các bạn làm các bạn để trong cái tô trộn dễ hơn. Rồi giờ mình để cho nó thấm rồi mình bắt đầu mình kho nha các bạn. Rồi thịt mình nó cũng nó ướp thấm đều rồi các bạn. Giờ mình bắt đầu mình kho nha. Cho vào một xíu dầu ăn nha các bạn. Mình cho cái phần tỏi còn lại nãy mình vô luôn nha các bạn. Tỏi mà nó thơm mà giờ mình cho thịt vô luôn nha các bạn.
Rồi thịt mình nó săn lại rồi nè, mình cho vào một xíu nước rồi các bạn. Bạn nào thích ăn nước nhiều quá thì mình để nhiều nước, còn ăn ít nước thì mình để ít nước nha. Giờ mình ninh cho thịt chín xíu rồi mình đổ cà chua vô. Bây giờ mình bỏ cà chua vô luôn nha các bạn. Cà chua của mình nó hơi nhiều một xíu. Giờ mình không thấy thịt đâu luôn. Giờ mình đậy nắp lại, mình đợi một xíu nha bạn. Rồi, thịt mình nó cũng chín rồi nè các bạn. Rồi mình có thể nêm nếm lại cho vừa cái khẩu vị của mình nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một lượt đăng ký và một like nha. Cảm ơn các bạn, tất cả các bạn. Tạm biệt.